vì là con chung nó chân lên là em cảm thấy như thế nào nó hợp lý với con em thì em có không phải là nuôi nó xong rồi đánh đập nó mặc hành nó thuồng xích đánh chói nó chứ có nhiều cách dạy trẻ con bằng lời nói chứ không phải là cách dạy mà đánh nó xích nó vào bình ga rồi lấy dây chặt dây điện đánh nó bầm tím giặt tất cả chân tay. Tại vì sau này chị đẻ con ra chị muốn dạy con chị như thế nào em tùy chị, nhưng mà nó là chị nói em qua chị nói thẳng với nó đấy, không biết lay mai con chị như nào chị không biết, nhưng hôm qua chị nói thẳng mày là con chó ấy, tao kịp tạm từ lâu nhưng mày là con người thì thôi tao cố nuôi mày. Chị nói thẳng, chị ác mồm ác khẩu thật đấy. Nhưng mà đánh thì đúng, mà đánh chị đánh có thể trẻ con đấy, theo em cũng là người ngoài thôi, nó ở với em. Cái Hiền bây giờ nó nhập khẩu tất cả nó theo em, tất cả cái thằng Mô bây giờ cái Hiền nó quyết định nó đón thằng Mô đi thì Mô cũng là nhập khẩu theo em. Thì chị em mình cũng đều là đàn bà nữ hết, mọi cái tự con cái mình có quyền dân dạy. Chị bây giờ nó ở với chị thì ở với chồng Vũ Hiền thì nó là hai người tự có quyền dạy bảo, nhưng mà mình dạy bảo ở một mức độ mà nó không xâm hại đến chúng nó quá. Ví dụ như chúng nó cũng có quyền con người, mình cũng không thể chói như một con chó mình đánh mình nhất được, như thế là cũng là vi phạm pháp luật, cũng không phải lấy nó con mình xích nó vào đẻ ra mình đánh được, đánh đập nó. Cái vấn đề chị dạy bảo là không ai can thiệp, nhưng mà mình có để mà nó quá mình con mình cũng thế, sau này chị cũng phải đẻ con chị phải dạy bảo. Chị chẳng sau này chị đẻ ra nó láo chị cũng phải xích rồi chị đánh như thế, đánh thế chị ác lắm, không hiển như người khác đâu. Ác hay là không ác thì mình ác là một con người cũng đánh, nó cũng là con người mình đánh, con người cũng đánh hết, đánh con chó bạo lực nó, chị đánh chị hành hạ nó chứ không phải chị đánh để dạy bảo nó, mà chị đánh để hành hạ nó chứ không phải là đánh để dạy nó. Chị không hành hạ chứ còn trẻ con đứa nào nó cũng láo, còn em cảm thấy hợp lý đứa nào nó cũng